Xin chào anh em, hôm nay mùng 8 Tết mình cũng khai kéo anh em nha. Về cây kiển ha. Thì có một số cây cường cũng muốn quay giao lưu đầu xuân với anh em nha. Đây, này là mã số 1 ha. Mai chiếu thị lá trung, cây này thành phẩm. Đế vip, cây này đáng sở hữu anh em nha. Rồi, mã số 2 là một cây sâm hương ha. Này dáng bay đổ anh em nha. Đó. Mã số 3 là một cây dành dành Việt Nam của mình ha. Hoa là cực kỳ thơm luôn nha tất cả các cây hầu như hôm nay là đều đã thuần chậu hết rồi nha anh em đó và chậu đều là chậu đất nung cao cấp ha anh em về chơi không cần phải làm thêm nha cây này là sâm hương này là mã số 4 ha rồi cây này là năm rồng là như con rồng luôn anh em nha ôm đá mà mini nữa đó rất là đã ha rồi mã số 6 là một cây sâm hương quái à mã số 7 là một sâm hương ôm đá nha còn mã số 8 là một cây sam núi trái ha Mình đang làm trái nha Đó thì đầu xuân năm mới Anh em muốn lấy cây nào Thì Cường đều có cái uh, lì xì may mắn Vui vẻ với anh em ha Rồi anh em nào uh, muốn sở hữu thì liên hệ với Cường ha 0374 113366 Kết bạn zalo luôn anh em nha Anh em chốt cây nào thì cứ nhắn tin với Cường Cây nào cũng có cái là lì xì với anh em ha Rồi đầu xuân cũng chúc anh em Có một năm mới Thật là may mắn và nhiều sức khỏe anh em nha rồi cường xin chào và cảm ơn anh em